Mình làm hết. Bình Dương xin kính chào quý cô chú nha. Hiện tại thì đang có mưa nhỏ tại mộ của cậu Năm. Sao em? Nè, bây giờ mình khiêng mấy... Thôi giờ em cầm phụ anh đi. Rồi. Để mua nhiều hộp ướp cậu. Cắm cậu vô nghe. Cầm thử đi anh Quạt, cho Long Công thiệt á. Ê anh Hồng, lấy cái máy nghe nhạc đang pha ngoài đó giùm em chín cái cây kìa. Chín cái đọt cây kìa. Dạ ớt. Ủa, cái cây nhang hồi sáng rồi, có còn gắm lại đây không? Nó mất tiêu rồi. Sáng có cắm mà. Mà ai lấy đi rồi? Này phải hai người phải không? Ở đây để đi anh, cái này cũng không tạc mấy đâu. Ok, được, được, được. Để đi chú Tiểu nói vậy, để đi. Chú Tiểu nói vậy, để đi. Đi đâu hỏi chú Tiểu rồi cho đem vô cho. Không phải, ý là mình nhắc vô đây tí xíu phải không? Chút xíu thôi, để không là đi chặt đường rồi. Ê, rồi ít thôi, ít thôi. Để chặt quá là cũng nguy hiểm lắm. Chéo tiêu, lọt chéo lắm nha. Mình nặng cậu từ thôi. Có bằng chưa nha? Ê, sao chủ quá mấy ông ơi. Đây là anh hiệp sĩ. Ê sao nào mà nghiêng xuống dưới không ạ? Không, ý là nghiêng xuống không ạ? À? Không có bàn nha đâu. Anh bùng bự nổi tiếng, anh bùng bự triệu view mà. Một like và một lượt đăng ký kênh luôn quý vị. Đó, hiệp sĩ bùng bự tại mộ cô Năm. Và không mà sáng anh nói cái bụng này chứa gì? Thức ăn không à? Chứ phải bùng bia đúng không? Uống bia không? Bia uống sơ sơ. Có vài thùng rồi đúng không? Có nửa thùng à, uống lần nửa thùng à. 12 lon á. Sáng giờ không thấy chị Út Bình Lan ha, chị. Sáng giờ chị đâu chị? Trời ơi. Có gặp chuyện gì bí ẩn không? Bữa nãy chị có gặp Thánh Liệu chưa? Có. Thấy anh em dí ở giờ tới mà đóng luôn à. Mà chị thấy Hách Liệu nhảy chưa? Hả? Chị không quay mấy cái đó. Không quay hả? Mà thấy tội nghiệp cô mấy anh cái hẹo gẹo đi. Trời ơi. Xỉu luôn mà đúng không? Không phải xỉu, ý là bị dòng. Quỷ, đúng rồi. Là cái chỗ... Thôi tiếng tàu luôn. Ngã chỗ, ngã ba sáng. Hồi đó không học, đi thành đại học rồi ta. Không, cái đó mình đi tâm linh mới giải thích được chứ khoa học bó tay. Ủa cái này mới đem lên nữa hả? Có một người bạn ở của anh Hồng ở bên Đài Loan xin dấu tên là gửi anh Hồng là 20 phần bún riêu mặn. Cái này là bún riêu mặn đó anh Hồng. Cái gì mà em mới ngoài kim vô đây là em thấy là tiếp tục đổi khác nữa. Giò heo. Anh cúng chưa anh Hồng? Anh đốt cái đèn cầy em nghĩ là sẽ không phải, ý là nó giúp cho việc tâm linh hơn. Cái đèn cầy nhỏ nha anh, đốt một cái đèn cầy nhỏ để người âm á họ thấy được mới hưởng được. Hàng mình cứ để đâu cũng được, anh lấy cái đèn cầy trên bàn hơi cậu cũng được, mà mượn một cây đi lót trả lại. Lấy đèn cầy nhỏ đó cũng được. Cui lỗ tự nhiên mình có bụng ta chị ha. Ủa chị gì nhát hả?
Trời ơi, vậy mà bỗng dưng mình đói bụng kìa. Em chạy cho em phương pháp nè, bây giờ chị hít thở đi, hít vô. Thở vô. Thở ra, hít vô, thở vô. Hít vô, nhớ nhắc chị thở ra. Rồi, hít vô, thở ra. Rồi, no, no được chút nào chưa? Chị hai quên thở. Nghe mùi thơm chưa? Bệnh kính bích thì gan gì nói của anh, con đùi nó còn vô được á. Chị Út Lan hài ghê luôn á trời. Ê nè chị. Lại đây nè. Hôm qua bị đua hết bà rã nha. Đó. Có đèn ở đây chị, đúng rồi. Nhớ nhớ đừng có hái lọc nha anh, hôm qua tối qua biển trộm vô trộm hết 3 trái. Nè. 10 trái đó, 10 trái đó mà biển trộm hết 3 trái. 10 trái lận. Nè, cái cuốn còn nè. Em nói quan à. Nè. Cái cuốn còn nè. Cái này á nếu mà ăn là sống được 10.000 năm. À vậy tới 10 trái luôn hả? 10.000 năm luôn kìa. Trái là hồi xưa mà tại thiên đi thử kinh là 2 tháng ăn nè. À. Thế. Chắc là tại thiên hái 3 trái rồi đó còn 7 trái. Dữ dằn vậy hả? 10.000 năm luôn. Tại thiên là hái 3 trái còn 7 trái đó. Cũng mà sao cái lá này nghe mùi thơm ta? Thiệt á. Đó là tự lá này không không? Tự nhiên lá hình diệp hay hình diệp? Ờ đúng 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 đúng. Trời 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 xin lỗi chị. Hình diệp á ha. Cái lá này là lá của lá bên nghe mùi thơm. Thấy không? Bảy trái là 7 tỷ, người kia trả là tới mười mấy tỷ lần. Mười mấy tỷ lần. Lời nạn luôn. Không mấy bữa nào mình đấu giá đi. Bây giờ mình đấu giá đi. Người nào cao mình người đó mua. Mua xong rồi mình cắt cái nhà màu cho cậu đúng không? Ờ. Mình lấy tiền đó mình cắt cậu. Cậu cười bên dưới. Hả? Cậu cười cả. Cái đứa này dễ còn giữ cười. Trời ơi. Cậu cười kìa. Cậu cười luôn rồi. Wow. Cậu lúc nào cũng cười mà. Bảy cái tái còn lại rồi cả nhà. Mà để nha, những cái tấm hình cậu là ánh mắt là cậu là toàn nhìn lên không nha. Mọi người ơi, bây giờ đang đấu giá cây táo địa phủ của cậu. Mới đầu là 1 tỷ đó. 1 tỷ. Tôi mua 1 tỷ đó. Cái táo này là cái táo điêu. Giờ mấy anh em mua nhiêu? Cái này á. Nãy tôi nói rồi, bây giờ 1 tỷ luôn ra của anh Phủ. Rồi bây giờ đấu từng người đi. Người này mấy? Tôi 1 tỷ đó. Tỷ hả? Tôi 1 tỷ 2 á. Thôi, mình vô nhiêu? Em 7 tỷ như giá ban đầu mà. Tôi là 10 tỷ giá ban đầu địa phủ. Tôi đấy nhiêu? Thẩm phán hả? Vô giá không có khả năng trả được cả nhà. Không, người ta cay đập thì chứ trời. Giá cố định là 10 tỷ, mọi người có ai trả giá địa phủ, có ai hiện lên trả giá không? Em hết tiền đấu giá rồi anh ơi. Rồi, tôi 10 tỷ, 10 ngàn. Cái nhà có ai mà muốn đấu giá thì để lại bình luận cho Út biết, để ông có liên hệ cả nhà. Lại số điện thoại luôn nha. Cậu nói là táo của tao, tụi bay cái gì cũng có. Bình luận thêm lên giá cả nhà. Để lại bình ở cây nhúc nhích kìa. Đúng rồi. Cái kìa. Lắc luôn đó cho. Ủa sao kỳ vậy ta? Cây cây nhúc nhích kìa. Ổng có cái như nhúc nhích luôn nè. Lăn luôn kìa. Không nhúc nhích luôn cây ở trong phải trái. Ờ nãy hết hay nhúc nhích cái cây thiệt. Sao rồi nhiều trái mà sao có một trái nhúc nhích vậy? Này ổng xô cái cây mà em thấy cái cây này như nó hơi dựa vô cái cây sắt này, mình nghiêng nó ra đây. Đẹp hơn đúng không? Đây là táo dây leo, cái nhà giống mới. Đó. Tôi dựng nó ngã luôn. Rồi. Sao ngã được? Câu là nó mọc ra từ những cái nhánh khô nha. Vậy nó mới lạ. Nó độc quyền ha. Cái loại táo này nó vậy á quý vị. Cái cuốn là nó có chất dây lông luôn á. Cái tinh tí nó là trong cái dây đó nha cái nhà. Nè cái nhà coi nè. Vậy là mình ăn luôn cái dây đúng không? Ờ nuốt luôn cái dây luôn. Là nó chị bệnh táo bón luôn đó cả nhà. Với lại cái này á mình đừng có ăn, mình có nuốt, mình kéo ra kéo vô á. Là có trái mình chỉ liếm thôi tại nó. Mà sao hoài được đúng không? Cái trái đừng ăn nha, liếm thôi nha, tại mất tiền quá, tới 7 tỷ liếm thôi, liếm là nó mòn thôi. 10 tỷ, 10 tỷ. Chạy liếm cho nào không mòn được. Cái lá. Còn ai hơn 10 tỷ không? 10 tỷ lần thứ nhất. 10 tỷ lần thứ nhất. Em hết tiền đấu giá rồi. Ôi, 10 tỷ lẻ 100 ngàn đó. Rồi, chị giá là 10 tỷ lẻ 100 ngàn. Chúng tôi trước 100 ngàn, 10 tỷ từ trả. Cái cây này đã đúng đúng là trời mưa lâm râm, mấy anh YouTuber rảnh không làm gì đấu giá. Báo quạt báo giặt của cậu. Đồng ý cái trái đó cứ lắc rồi hết cả nhà, không có gió nha, đây không có gió nha. Đồng ý cái trái cái đồng đưa rồi nha. Không mà bây giờ mình thử để xem nha. Cái cây này đừng ai hãnh lọc của cậu hết, thử coi là xem nó trụ được bao lâu.
nha. Đúng rồi. Mạnh nè. Không có gió luôn á, mà cái trái động đường đưa vào luôn á. Cậu đang cười của mình á. Đó, bông đó, bông ngồi. Cậu nhìn mình câu cười kìa. Cậu đang cười. Cây của tao mà đấu giá hả? Cậu nhìn câu cười. Đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là chào tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.